Ok, vậy bữa nay là mình chủ nhật. Mình mới tới nhà Phúc và hôm nay trong mùa Covid á, mình không biết quay cái gì. Cho nên mình quyết định là mình sẽ xuống bếp nấu ăn. Giờ mình đi chợ. Poulet rôti đi ha. Có nghĩa là gà nướng rôti. Với khoai tây đi ha, mình làm như vậy đi, khoai tây đi. Ok, giờ mình đi chợ nha, một chút xíu. Ok, giờ mình lấy khoai tây ha, có khoai tây nè ha, có con gà rồi. Giờ cái khoai tây mình lựa ra cái củ nhỏ đi, tại vì lát mình phải nấu sơ một chút xíu để cho nó chín sơ, xong mình mới bỏ vô lò nướng. Củ bự mình để lựa qua bên đi, tại vì sợ nó không có đủ chín. Giờ mình lựa rửa cho sạch. Ok, rửa cho sạch nha. Giờ mình lấy em mình làm rửa khoai tây, mình phải chà cho sạch thì sạch. Tại sao? Tại vì lát mình sẽ ăn luôn cái vỏ. Cái lò này là cái lò hấp, cái này là lò nướng con gà, nhưng mà lát mình vô mình chơi cái lò này nè. Ok, giờ mình bỏ vô đây mình hấp đi ha, hấp sơ sơ cho nó chín sơ. Xong rồi đó mình bỏ chung với con gà mình nướng lại cho nó thơm mà nó ngon. Ok, đơn giản nhanh cực kỳ. Chú ơi, là mình bỏ nhớ bỏ nước vô cái lò nhé, không ấy là không có hấp được nhé. Đây, cái nắp đầu, cái nắp ở đây. Ok, giờ là mình hấp khoai trước, sau mình sẽ tính con gà sau. Đơn giản, cái này là cái lò hấp, mình để 10 phút thôi, ít luôn cũng được, tại lát mình nướng lại nữa mà. Rồi, giờ mình tính tính con gà nha. Giờ tới con gà, mình sẽ sắc vài củ hành, hai củ là đủ rồi ha. Ai thích ăn củ hành thì để nhiều, mình để hai củ thôi. Ok, tâm thế dưới tâm thế luôn luôn là mình chả cái gì để đừng cho nó trơn nha quý vị. Cái này có nhiều người biết, nhiều người không biết. Thứ nhất là mình luôn luôn mình phải để bóc gì ở dưới cho nó đừng có trơn. Hai trái cua nhận. Cái làm thơm được, không cần làm, không cần gọt, cắt cho nhanh mà ha. Ớt, ớt, xào. Không thấy rõ, uống ta. Kiếm nhìn lớp bên đây cho thấy rõ chút xíu. Cần sắc mỏng, không cần sắc. Mình để mình cắt bự bự vậy nó ngon hơn, không mỏng quá không ngon gì mấy. Để vậy đi.
Thường thường mình làm ra hủ tiếu thì mình để dây ra, cắt như dây dây là vừa, còn sắc nhỏ quá nó không có ngon, cho nó còn thấm nữa. Hai củ thôi ha, không cần nhiều. Ai thích ăn hành nhiều thì mình để hành nhiều. Ok, đây củ hành chuẩn bị xong. Ok, xong rồi. Giờ mình lấy mình đã chuẩn bị con gà rồi ha, lấy con gà rồi xong rồi mình lấy cái dĩ này nè, cái này này là để làm bánh. Thì mình giờ mình làm bánh thì mình để con gà vô đây, mình để khoai tây với củ hành vô ha. Thì mình để vòng vòng con gà được rồi ha. Thôi thì rồi mình có làm một lần mình đỏ mình bỏ củ hành ở trong cái con gà mà nó củ hành nó không đủ chín và nó cũng không thơm như mấy, cho nên giờ mình để củ hành nó vòng vòng con gà đi. Còn làm một lát nữa mình sẽ chỉ về cái mẹo. Cái mẹo rất đơn giản. Mình chuẩn bị một ly nước trước, là một cái này mình cũng phải để một miếng nước. Mình bật cái lò lên cho nó nóng trước. Tại sao? Tại vì để cho cái lúc mà mình cho cái lò nó nóng khoảng chừng 10 10 15 phút. Đang cho lúc mà mình bỏ con gà vô cái da của nó căng cả cái thịt cho nó săn săn liền. Đó. Còn cái gì nữa, cái nước này là để cho con gà nó đừng có bị khô. Mình lúc mà mình đốt cái lò, mình bật cái lò lên đó, mình để cái miếng nước này nè để trong ở dưới hay là kế bên con gà để cho nó đừng có bị khô. À, cái này là của người Pháp chỉ nha. Ở trên con gà mình nên đổ một miếng dầu lên, dầu olive nha. Ở đây đã nói trước rồi, ở đây cái gì cũng có mà, mỗi tủ ra là tìm thôi. Mình đổ mình xới xơi chút xíu trên con gà này nè, đằng chi đằng một lát nó cái dĩa của mình nó không bị dính với dầu olive, ngon mà tốt mà ha. Xoay chút xíu vậy nè. Ok, còn nữa chưa xong đâu. Giờ này khoảng mấy giờ? Khoai tây vừa xong mình để 10 phút. Các bạn có nghe một cái tên không? Một cái tên mình đã xong rồi đó. Mình để thêm nữa thì nó chưa có chín lắm. Ok, dầu xong rồi. Con gà của mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cái này là poulet fumé nha các bạn, có nghĩa là con gà đã nó fumé, nó sương khói rồi, cũng đã chín rồi. Giờ mình là chỉ hâm lại ăn nhanh thôi. Các bạn nào mà muốn cuối tuần mà là mà cho ăn nhanh gọn lẹ là cách này nha. Khoai tây, củ hành. Ok, xong rồi ha. Khoai vừa xong, giờ mình bật lò lên mình để cho nó nóng xong rồi cái mình bỏ con gà vô nha. Khoai cũng xong, giờ mình lấy ra mình chẻ xác cho nó làm hai cho ăn nướng cho nó thơm với nó ngon nha quý vị. Ok. Hồi nãy mình có bỏ nước vô đây để cho là để hấp ha, còn mình để một miếng nước trên đây tại sao? Đơn giản thôi, tại vì cái nước dơ với cái mình sợ nó bị khô quá, cho nên là mình để một miếng nước trước, chút xíu nước để cho nó đừng có bị dơ cái dĩa của mình. Giờ mình chẻ khoai ra làm hai xong rồi cái mình bỏ vô cái chung với con gà của mình. Ok. Khoai mình muốn thử cái khoai của mình nó chín hay không là đấy, đơn giản thôi, mình lấy một chiếc đũa thôi. Đây con dao mình xỉa cho vậy. Thấy nó nhẹ, nó vô rất là đơn giản, đó là khoai của mình chín rồi nha. Xẻ cái làm hai đó.
cái mình để vô cái con gà, chung với con gà sơ sơ gì nè, ví dụ giống là mình nướng khoai vậy đó, mình để cái mặt khoai nó lên trên làm cho nó khô lại hơn. Đợt khoai này ngon mình nha, khoai này rất ngon. Còn mấy cục nhỏ nhỏ thì mình cũng có thể để chung luôn, khỏi cần sắc ra. Ở đây mấy cục nhỏ rất là nhiều cho nên là mình để thẳng lên trên luôn. Còn mấy cục bự bự vậy nè, mình sẽ ra làm hai, nó chín rồi nha. Các bạn nên biết là khoai lang nó có nhiều loại khoai lang lắm nha, nó có khoai để làm khoai tây chiên, nó có khoai để ăn như vậy, nó có khoai để khoai nó kêu là khoai bọt kho á, cái này mình có thấy nào, nó vàng vàng nè, cái khoai này rất là ngon, nướng lên ăn, nướng lên nó sẽ trái trái đây rất là thơm, nó không phải là nó bột. Bên Pháp người ta sử dụng khoai này thường xuyên để ăn với gà. Có cái lậu khoai tím nữa, cái da nó màu tím tím là để ăn với hạt lép. Cái hạt lép là chắc kỳ sao đi. Hạt lép là nó ăn cái phô mai nướng để làm sao làm sao không biết chừng nào đó. Mình sẽ quay cho các bạn ăn cái đó. Cái đó là thường thường là tụi Tây thích ăn nhiều hơn, cho nên Việt Nam mình nó ít rất là ít ăn luôn. Các bạn cái dĩa này nhỏ quá rồi, không đủ rồi, thì mình chắc vòng vòng lên con khoai, con gà, một lát mình trở lại nữa. Rồi cái này là mật ong, mình nướng sơ con gà trước ha, cho nó cháy cháy nó thơm ha, xong rồi ha, chừng nào gần xong á mình mới quét cái mật ong này lên. Con gà phim con gà xương khói là nó có ướp muối rồi cho nên là rất là mặn. Nếu mà các bạn đừng có để thêm muối hay là nước tương hay là nước mắm gì nha, giờ mình chỉ để ngọt thôi à, tại vì con gà nó đã có cái độ mặn rồi. Ok, đó mình chuẩn bị sẵn mật ong, mình múc ra khoảng chừng 2-3 muỗng là vừa rồi. Một lát đó, mình lấy ra con gà, lấy ra hai lần để mình quét lên cho nó ngọt ngọt mặn mặn. 1 2 chắc 2-4 cũng đủ rồi, không cần 3 đâu. Sẵn mình giới thiệu mật ong này luôn nha. Mật ong này của bạn của ông Phúc làm, thiên nhiên, rất là ngon nha, rất là đặc biệt luôn, không có thương hiệu gì hết, tại vì làm ở nhà rất là ngon luôn, ngon quá. Mình có để Đường Phúc có để một hũ với tên là trước á, để cả năm trời ha, nó cũng không có đặc lợi như cái mật ong mà mình mua ở Việt Nam là mua ở chợ nha. Thường cái mật ong mà nó có pha rồi là người ta có thể là bỏ đường thêm, cho nên mình thấy có một cái lớp trắng ở trên. Ở cái hũ này Phúc nó có để một hũ với thằng trước ha, cả năm trời nó cũng vẫn như vậy thôi, nó không có bị đặc lại hay gì hết, ngon nha. Ok, nè mình chuẩn bị mật ong trước rồi, giờ mình để cái chén nước như hồi nãy mình nói đó, là để cho đừng có bị khô. Lấy cái dĩa nha các bạn. Để nước vô kế bên, để kế bên là để đâu cũng được, miễn sao có một miếng nước thôi, đừng cho đừng có bị khô. Ok, con gà mình đã chuẩn bị xong. Hồi nãy mình có để một cái ly nước kế bên, tại sao mình đổ vô để cho nó đừng có bị cháy và cái khô ở dưới này. Cái thứ nhất, cái thứ hai để là mình có củ hành á, với một miếng dầu rồi để cho cái củ hành nó ngon, nó chín. Đó, cái miếng nữa đi. Còn cái thứ ba nữa là con gà của mình nó đã mặn rồi, cho nên mình để miếng nước vô cho nó dịu lại. Và một chút xíu nữa ha là mình sẽ để mật ong.
Cho nên mình khuyên các bạn nếu mà mua con gà phi mê rồi đừng có nên nêm nếm thêm, tại vì nó rất là vừa ăn rồi. Chỉ có một cách đó là để mật ong rất ngon. Ok, bây giờ mình mở lò ra mình bỏ vô nha. Đó. Con gà đi vô lò. Ok. Tạm thời mình để con gà nó như vậy, một lát mình lấy ra mình quét cái ông. Và giờ mình điều chỉnh lại. Giờ không như vậy mà là nó như vậy. Đó. Ok. Độ thì là mình cũng phải chỉnh lại luôn. 180 đủ rồi. Ok. Rồi, lên mình có tivi chút xíu là mình sẽ có ăn thôi. Con gà mình đã bỏ vô lò rồi, coi như là mình phải đợi một xíu mình sẽ có ăn. Tạm thời là từ nãy mình uống hết 2 ly cà phê rồi ha, cũng thấy hơi no no. Bây giờ là 12:26. Hồi nãy mình lo coi tivi thành ra mình xuống hơi trễ. Giờ mình để con gà vô khoảng chừng 15-20 phút thôi. Sẽ có ăn. Còn không mấy là 12:45 mình ăn cũng được. Đó đói chút xíu ăn nhiều thôi. Cái bên đây cuối tuần là như vậy. Trong cái mùa Covid này hả, là không được ra đường cho nên là khó mà ra đường để quay clip cho bạn coi, cho nên là bữa nay mình quyết định mình làm một con gà hủ ti cho gia đình mình ăn. Đó, còn nếu mà có ai mà yêu cầu gì muốn ăn thử con gà mình thì cứ việc lên comment rồi xong rồi qua đây rồi mình sẽ làm lại cho ăn nha. Ok, vậy một chút xíu mình sẽ quay coi con gà nó chín rồi cái mình sẽ xắt ra coi cái nó ngon cỡ nào nha. Ok, sau 10 phút mình ướn, giờ mình lấy ra mình quét mật ong nha quý vị. Ok, có cái khăn, cái bao tay chứ quên, cái bao tay. rồi, dành cái ra. Lên cái này để mất nóng ủ. Cái gì có thấy con gà của mình không, cái da của nó rất là căng rồi đó, thấy chưa? Đó, giờ mình quét thơm hành quá luôn, giờ mình quét mật ong lên nha. Hồi nãy mình quên nhét miếng mật ong vô trong con gà. Giờ mình làm nha. Các bạn thấy không? Mình quét mật ong vòng vòng con gà cho nó ngon. Vừa ăn. Để mình lại. Ok. Vậy nè. Mình thích ăn ngọt ngọt cho nên là trên khoai tây mình cũng để miếng mật ong vô. Mình quét sơ sơ vậy nha, xong mình bỏ bỏ cái phần mình xuống đặng mình làm tiếp cho quý vị thấy như vậy đó. Giờ mình chở con gà lại, xong rồi cái mình đó. Quét càng càng kỹ thì con gà nó càng ngon thôi. Đó. Để mình bỏ cái phần xuống xong mình quét lại mình chở con gà mình quét bên kia. Rồi mình để một miếng mật ong vô trong trong con gà mình nhét ngay đây nè. Đó, rất là ngon. Đó, đều chưa? Ok. Đều con gà rồi ha. Giờ mình chở con gà qua mình làm bên kia nha. Mình thả cái máy xuống nha. Ok. Đừng có rớt nha bạn. Mình chưa có iPhone 12 nha, đừng có rớt nha, rớt là bể nha. Chở con gà và mình nhét miếng mật ong vô bên trong con gà. Đó. Ồ,
ai thích ăn ngọt thì để nhiều, còn ai thích ăn vừa vừa đừng có ngọt quá thì ít thôi. Đó. Rồi giờ cái con gà mình nhét miếng tông vô trong con gà nha. Đơn giản mà ha, đâu có gì đâu khó. Ai mà cuối tuần mà hơi mệt mệt là biến này kia đó thì cứ làm theo mình. Mình bữa nay mình hôm qua làm thêm, thứ bảy làm thêm. Tưởng là mùa Covid này không có công việc ai về. Công việc cũng là khá. Mấy công ty lớn thì sướng quá, thì mấy anh đại ca kỹ sư này kia thì cứ làm ở nhà sướng quá, còn mình làm công cho người ta ở ngoài, cho nên là phải có mặt tại thị trường. Chứ hôm qua mình làm thêm tại vì công ty thứ sáu của mình nó bị offline cái net. Ở ngoài đường người ta làm đường người ta cắt 4 con dây, ai về là công ty của mình bị dính trong đó. Tại công ty mình ở vùng Chính Lành có 9 có xin lỗi 6 cái hiện tại mình làm là trong số 5, mình bị cái số 5 với số 8 bị dính, cho nên là hồi thứ 6 không có net để làm việc, cho nên hôm qua phải ở vô công ty làm thêm. Mình nói thiệt là mình không muốn rồi, nhưng mà mấy thằng sếp lớn nó không có mặt, cho nên là sếp giỏi này phải có mặt. Sorry mới dần một cái đó. Rồi giờ mình nướng bên mặt này nha, để mình bỏ thêm miếng không nữa với mình nhúng cái khoai tây cho nó đừng có bị khô. Không biết mấy các bạn không thấy con gà của mình cái da của nó hiện tại là nó hơi nhăn nhăn nè. Giờ mình bỏ vô cái lò nướng đó, là nó sẽ căng như mình nói. Vừa ăn sắp sửa được ăn rồi nha quý vị. Bỏ vô, giờ mình chỉnh lại cái đồ. Cái cuộc sống bên Pháp là như vậy ha. Thứ bảy chủ nhật, như thứ bảy thì có công việc là làm thêm thì mình làm, còn nếu không là làm việc nhà, coi như là cuối tuần mình phải giặt đồ, bỏ máy vô giặt đồ, phơi đồ đó gì đó. Làm biếng thì mua con gà về làm ăn như vậy, còn làm biếng hơn nữa thì qua nhà Phúc ăn. Nói chung là cái cuộc sống bên Pháp nó rất đơn giản, chứ không phải giống ở Việt Nam. Việt Nam vui hơn ha, muốn ăn gì cái ra ngoài đường cái có liền. Còn mình ha, muốn ăn gì ha, phải một là tự làm, hai là M3 bữa nay thích ăn này rồi mua đồ về cái M3 làm, hoặc là M3 có thì M3 làm cho ăn. Còn có mẹ mình á thì tại mẹ mình hiện nay không có ở đây, đang ở Việt Nam bị kẹt ở bên Việt Nam chưa trở về. Còn sướng hơn, khỏi nói gì hết, chỉ về là có ăn liền. Ok, giờ mình đợi chút xíu, khoảng chừng 5-10 phút nữa cái con gà mình nó sẽ nóng rồi đó, là mình lên bàn nha. Hiện tại là 12:50 phút rồi, chắc là mà 3 với phút cũng đói bụng rồi đó. Mình dán thêm 10 phút nữa đi, mình ăn đúng 1 giờ đi cho nó ăn nhiều chút xíu. Con gà của mình đã nướng xong, 2 giờ mời cả nhà chuẩn bị ăn. Anh Phúc đang khui chai rượu đỏ ra nha. Mợ thì đang chuẩn bị bàn cho đẹp ha, lát mình chụp hình cái trước khi ăn. Rồi giờ mình xuống lấy con gà ra.
Đúng là 1 tiếng 15 phút, thì hồi nãy mình bỏ đồ giặt vô là 1 tiếng 15. Mình canh đúng 1 tiếng 15. Con gà nó vừa xong luôn. Giờ mình đem lên sực nha. Ok. Ngon hồn nữa. Hy vọng đang đói. Đang đói, đang đói. Hồi nãy mình còn mấy củ khoai tây à, cho nên mình bỏ vô luôn để cho nó nóng sẵn à. Rồi mình lấy cái chén nước này ra luôn. Mở cửa ra cho nó ấm. Ok, con gà của mình nướng vừa xong. Các chị có để ý là cái chén nước của mình nó xuống gần hết luôn ha, hay là Ngoài chưa? dạ rồi Lấy gì? sorry mọi người, mình đang quay mà cái có điện thoại tới đó, con gà nó vậy đó, ngon không? Ok, giờ mình bưng lên bàn nha. Chắc là mình cúp, mình bưng lên bàn xong rồi tính sau, tại vì một tay cầm máy một tay cầm con gà một hồi là hết hết ăn luôn á. Thì ra mời ba ăn cơm trước à. À, con gà đẹp không? Mà vậy mọi người 1 giờ mấy rồi 1 giờ mấy rồi, trễ quá rồi, mợ ba đói bụng quá rồi. Anh Phúc đã khui chai rượu luôn rồi nha. Một chai rượu đỏ 2016 nha quý vị. Này, uống xong mình tính sao, hai thằng uống chắc hết chai không ta? Rồi giờ mình không biết làm sao đây, giờ mình ăn vừa quay hay là mình quay con gà trước xong mình ăn sao ta? Bắt ngủ qua. Ồ rồi mời ra tay luôn đi mợ. Có lý á. Vậy con quay đi mợ, làm luôn con gà đi, mợ cắt giùm con luôn con gà đi, con quay cho. À, mợ ba đói bụng dữ vậy nè. Rồi hết sảy luôn, có người ra tay giùm mình luôn. Ok, ăn Phúc anh sợ dính hình nên anh trốn mất tiêu. Nè đó. Ăn cái gì? Mà muốn lấy con lấy khoai tây gà bớt không? Ok. Có thợ sắt luôn đấy chưa? Lấy cái đùi. À, mà lấy cái dĩa để sẵn. Muốn làm gì đây? Dễ hơn. Hồi nãy mình quét mật ong hơi nhiều ở dưới đít cho nên là nó hơi cháy cháy chút xíu. Rồi cũng ngon quá. Ăn cánh hả? Lấy cái đùi đi. Thôi, cánh hả? Đùi cho thằng khóc đi. Một con gà thường thường, con gà này hồi nãy mình coi là 1 ký mấy. Này để coi ba người ăn hết không? Này chắc hết không? 1 ký mấy rồi mà ba đã bụng quá rồi. Này chắc chắn là con gà này ăn hết. Chứ thường thường hồi kỳ trước mình ăn con này hình như là 4 người ăn không hết. Phan Phúc ăn cũng không hết đâu. Rồi. Chắc ăn hết rồi. Thôi vô, giờ mình nhập bàn nha. Trappist Malbec 2016 nha quý vị. Người nào mà biết uống rượu thì thường thường là cái chai rượu đó mình mở ra trước từ 15 cho tới 20 phút trước trước khi uống nha, cho nó dịu chút xíu. Mình không biết, mình giả bộ thôi ha. Dạ, cũng được. Rồi, giờ mình
ăn cái miếng gà thử coi. Hên là con không có ướp thêm nữa vô, không ấy là chỉ bỏ mật ong thôi, không ấy là sẽ mặn lắm luôn á. Nó mặn rồi cho nên là mình dầm chỉ để mật ong vô này ngon. Thôi. Đây miếng này nè. Cái này là mà cái gì mà? Rong nho. Là lạ, không biết. Khoai tây nè ha. Hồi nãy mình nói cái khoai này mình, mỗi lần mà mình làm bếp hay làm này kia là mình phải lựa cái đúng cái khoai nó mới ngon. Còn mà mình lấy cái khoai mà nó bị bở mình nướng lên nó không có chắc như vậy, nó sẽ bị rã ra hết. Cái khoai này nó hơi vàng vàng. Còn cái khoai mà nó bị bở ra, mỗi lần mình luộc lâu quá hay là nướng lâu quá, cái bột của nó trắng nha các bạn. Đây miếng của mình ăn mới được. Nóng quá, đỡ quá. Anh Phúc ăn lúc nào là cũng còn phải có trái ớt cái bên. Bên mình không có ăn ớt. Chỉ ăn cay thôi mà không có ớt. Mắc cười không? Có đủ các loại sốt nha các bạn. Đã nói là ở đây không có thiếu gì mà. Chỉ có thiếu một cái thôi, nhưng mà mình không nói nữa. Ok, bây giờ mình cúp nha. Ngon quá, đỏ quá, đói bụng. 1:25. Bữa nay tại vì mình mà là ăn hơi trễ chút xíu. Cùng đi các bạn ha. Hẹn mọi người lại cái clip tiếp theo nha. Chắc là cả tuần sau. Tuần sau để coi là mình làm món khác, hay là nếu mà ra ngoài quay được thì mình sẽ quay ra ngoài. Còn không là chắc là mình sẽ kiếm một cái món gì đó nữa mình làm. Ok, vậy cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn lại clip sau nha. Bye bye.